Mặc dù đã có sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhưng xe dù bến cóc vẫn hoạt động tràn lan, phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhất là thành phố Buôn Ma Thuột. Mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nạn xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Theo ghi nhận của phóng viên chuyên mục 24 giờ cùng DRT, riêng trong buổi sáng ngày 21 tháng 7, trên một số tuyến đường của thành phố Buôn Ma Thuột đã có hàng chục xe vận chuyển hành khách bị lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột xử lý vì vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đối với các loại xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mà không có hợp đồng thì tài xế sẽ bị phạt là 1 triệu 500 ngàn đồng. Đồng thời chủ xe và hợp tác xã sẽ bị phạt đến 11 triệu. Đây là những lỗi rất nặng, kèm theo đó là việc tước bằng lái của tài xế từ 1 tháng tới 3 tháng.